tên Thanh Nghị đang ảo tưởng sức mạnh hay mọi sự là hiểu lầm? Dưới loạt drama showbiz, netizen không thể bỏ qua tình loạt fan Thanh Nghị gây sức ép nhằm loại Hoàng Tuấn Tiệp khỏi dự án phim đình đám Phó Sơn Hải. Nguồn cơn đến từ những ồn ào của Sa Nam trước đó. Liệu đây có phải là hành động chính nghĩa để bảo vệ thần tượng hay là sự ảo tưởng sức mạnh của fandom? Hãy cùng Abyss tìm câu trả lời qua video sau đây. Vâng thưa quý vị, mới đây những hình ảnh đầu tiên của Thanh Nghị trong dự án phim Đại Nam Chủ Phó Sơn Hải đã được hé lộ, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Đây là phim cấp S Plus do IQG đầu tư, chuyển thể từ tiểu thuyết Thần Châu Kỳ Hiệp. Lần này Thanh Nghị sẽ đảm nhận vai chính và hóa thân thành ba nhân vật khác nhau: Tiêu Minh Minh, Tiêu Thu Thủy và Lý Trầm Chu. Vào sáng ngày 18 tháng 5, Thanh Nghị cùng dàn diễn viên chính như Cổ Lực Na Trác, Trần Ngọc Kỳ, Hoàng Tuấn Tiệp đã có mặt tại Hoàng Điếm để tham dự lễ khai máy Phó Sơn Hải. Buổi khai máy diễn ra vô cùng náo nhiệt với sự có mặt của hơn 20.000 fan hâm mộ của Thanh Nghị để cổ vũ cho thần tượng. Những tưởng sự kiện sẽ diễn ra một cách êm đẹp, tuy nhiên bất ngờ ập đến khi một bộ phận fan của Thanh Nghị đã gây sức ép đến Hoàng Tuấn Tiệp. Theo Sohu, fan của Thanh Nghị liên tục đăng tải bài viết trên mạng xã hội yêu cầu loại bỏ Hoàng Tuấn Tiệp khỏi dự án phim vì scandal đời tư trong quá khứ của nam diễn viên sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh chung của đoàn phim Phó Sơn Hải. Nguồn cơn của làn sóng này được cho là trước đó Hoàng Tuấn Tiệp từng bị bạn gái cũ tố ngoại tình, bắt cá nhiều tay và ép buộc cô uống thuốc vì không muốn sinh con. Vào năm 2021, Hoàng Tuấn Tiệp đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ và tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật một thời gian dài. Thế nhưng làn sóng tẩy chay của fan Thanh Nghị không chỉ dừng lại ở Hoàng Tuấn Tiệp. Họ còn bất chấp bày tỏ sự không đồng tình sang các nghệ sĩ khác trên mạng xã hội, dù không liên quan. Điển hình là Hoàng Minh Hạo và dàn diễn viên phim Khánh Dư Niên. Cụ thể, fan Thanh Nghị đã đăng nhiều bình luận tiêu cực trong bài đăng quảng bá chương trình của Hoàng Minh Hạo. Đại khái như Hoàng XX là nghệ sĩ xấu, gây ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh của nam ca sĩ. Chưa dừng lại ở đó thì họ còn liên tục có các bình luận phê phán Khánh Dư Niên khiến fan của bộ phim bức xúc. Đáng nói là fan của Thanh Nghị lại cho rằng Tân Lệ, nhà sản xuất phim Khánh Dư Niên, cũng chỉ là một nhà sản xuất ngang tầm như Hoang Thụy, không có gì đáng ngại. Sự việc vẫn đang thu hút sự quan tâm của dư luận và gây ra nhiều tranh cãi. Cư dân mạng đặt dấu chấm hỏi liệu fan của anh chàng có đang quá kiêu ngạo và ảo tưởng về sức mạnh của bản thân. Thay vì khiến Hoàng Tuấn Tiệp xấu đi trong mắt công chúng, hành động này có thể khiến hình ảnh của Thanh Nghị và fandom bị ảnh hưởng nặng nề. Đồng thời, fandom của Thanh Nghị cũng bị gắn mác toxic, khiến họ khó có thể thu hút thêm fan mới. Ngược lại thì cũng có nhiều ý kiến cho rằng việc phản đối sự tham gia của Hoàng Tuấn Tiệp là chính đáng vì những ồn ào trong quá khứ của anh đã ảnh hưởng đến danh tiếng không chỉ của đoàn làm phim mà còn đến hình ảnh của các diễn viên khác, đặc biệt là Thanh Nghị. Do đó, việc fan bày tỏ sự phản đối Hoàng Tuấn Tiệp được xem là hành động bảo vệ hình ảnh thần tượng và lên án những nghệ sĩ có hành vi vi phạm đạo đức. Cho đến tối ngày 20 tháng 5 vừa qua, đoàn phim Phó Sơn Hải đã chính thức lên tiếng xác nhận thông tin Hoàng Tuấn Tiệp không còn tham gia dự án. Tuy nhiên, thay vì thông báo việc loại bỏ diễn viên, đoàn phim lại sử dụng cách gọi khách mời đặc biệt để dành lời cảm ơn cho Hoàng Tuấn Tiệp. Cụ thể, trên trang Weibo chính thức của phim, đoàn phim đã đăng tải bài viết cảm ơn những vị khách mời đặc biệt dù không tham gia diễn xuất nhưng vẫn xuất hiện tại hiện trường để ủng hộ phim và hashtag phòng làm việc của Hoàng Tuấn Tiệp. Thông tin khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Họ bình luận rằng cảm thấy khá sốc vì đây là lần đầu tiên thấy trường hợp diễn viên tham gia lễ khai máy phim nhưng không phải với vai trò diễn viên mà là khách mời đặc biệt. Thậm chí Hoàng Tuấn Tiệp còn mặc đồng phục đoàn phim, nhận lì xì mừng khai máy và tham gia cúng bái. Từ đây thì nhiều luồng ý kiến trái chiều từ phía cư dân mạng tiếp tục nổ ra. Một số người cho rằng đây là cách giải quyết khéo léo của đoàn phim giúp Hoàng Tuấn Tiệp giữ được mặt mũi trước dư luận. Ngược lại, cũng có nhiều bình luận cho rằng cách gọi khách mời đặc biệt là mỉa mai, thiếu tôn trọng nam diễn viên. Về phía nam diễn viên, anh đã lên tiếng cảm ơn đoàn phim và chúc họ có một quá trình quay phim suôn sẻ. Đồng thời, anh cũng khẳng định sẽ nhờ pháp luật can thiệp để xử lý những người đã làm xấu danh dự của mình trong thời gian qua. Hiện tại đang có thông tin rằng vai diễn của anh trong Phó Sơn Hải sẽ được thay thế bởi nam diễn viên kém tiếng hơn. Tuy nhiên, về phía nhà sản xuất vẫn chưa lên tiếng xác nhận về sự thay đổi này. Bạn có suy nghĩ gì về hành động của fan Thanh Nghị và quyết định của đoàn làm phim? Liệu đây có phải là dấu chấm hết cho lùm xùm này? Hãy để lại bình luận để Ibis được biết với nhé!